đón tiếp sân mang số bệnh nhân 053 Võ Trường Kha. Tiếp sân Võ Trường Kha sinh năm 1990 và một bạn là vận động viên đến từ Việt Kim. Thí sinh vâng số nhân 054 Trần Văn Quyết. Thí sinh Trần Văn Quyết sinh năm 1995 và mà bạn là vận động viên đến từ Việt Sinh. Cùng đến với phòng dự thi của thí sinh mang số báo danh 055 Nguyễn Công Đạt. Thí sinh Nguyễn Công Đạt sinh năm 1991, bạn là vận động viên đến từ Việt Sinh. Chúng ta cùng đến với thí sinh Lê Văn Trưởng với số báo danh 096. Thí sinh Lê Văn Trưởng sinh năm 1985 và hiện nay vẫn đang là vận động viên team đến Việt Team. Mời thí sinh mang số báo danh 098 Nguyễn Ngọc Huy. Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với vòng sơ đồ giải vô địch thể hình nam nữ Physics Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2018. Hàng cân chiều cao 1m70. Xin một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vòng sơ đồ bắt đầu. Bên phải xoay. Bên phải xoay. Bên phải xoay. Thôi. Xin cảm ơn nhóm thứ năm. Xin được mời nhóm thứ sáu chúng ta cùng bước lên.
Rosario bắt đầu. Bên phải xoay. Bên phải xoay. Bên phải xoay. Bên phải xoay. Thôi. Xin được cảm ơn nhóm thứ 6. Xin được mời nhóm thứ 7 chúng ta. Sau đó bắt đầu. Bên phải, xoay. Bên phải, xoay. Bên phải, xoay. Bên phải, xoay. Thôi.